chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Dân Việt Nóng phát sóng lúc 11:30 các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên chuyên trang Dân Việt Media. Bản tin Dân Việt Nóng hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều website giả thông tin lịch cắt điện. Doanh nghiệp chật vật thích nghi trong thời gian thiếu điện sản xuất. Người nuôi cá lồng thiệt hại hàng tỷ đồng do nước sông Đà cạn đột ngột. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Liên quan đến lịch cắt điện luân phiên, vừa qua mạng xã hội liên tiếp lan truyền các thông tin giả mạo gây hoang mang khách hàng. Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã cảnh báo một số website thường xuyên đăng tải các thông tin giả mạo như lịchcutdien.org, blogdao.net, lịchcutdien.com. Trong đó, website lịchcutdien.com được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động. EVN-NPC khẳng định các trang website trên không phải của EVN-NPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Hiện nay, EVN-NPC chỉ sở hữu website ở địa chỉ npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ csksh.npc.com.vn. Hơn 2 tuần qua, cơn khủng hoảng thiếu điện đã lan khắp lĩnh vực ngành nghề ở miền Bắc. Việc thiếu điện trầm trọng khiến tình trạng cắt điện luân phiên, đột xuất diễn ra tại nhiều địa phương. Việc này đã gây ra những tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Do vậy, để thích nghi với vấn đề này, một số các doanh nghiệp đã có những biện pháp giúp mình vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Nếu như trước đây, khi máy móc hoạt động hết công suất, doanh nghiệp này có thể vượt quá sản lượng lên đến 120%. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 trở lại đây, công ty chỉ dám nhận sản lượng khoảng 85% do máy móc không thể vận hành tối ưu vì lượng điện không đủ. Hiện tại mất điện đây thì nó có này từ đầu tháng 5, nhưng nhiều nhất là bắt đầu từ đầu tháng 6. Đấy là rất là ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Sẽ thay đổi khi sản xuất ấy, thì tất cả các máy móc đang chạy. Mà khi mà mất điện đột ngột thì là sẽ là phôi là một này, gãy dao cụ và máy móc sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, với lại ảnh hưởng đến tiến độ đơn hàng đối với khách hàng. Việc cắt điện cũng như thiếu thốn nguồn điện trong thời gian qua còn gây ra nhiều hệ lụy đến các doanh nghiệp, ví dụ như đội chi phí sản xuất, số lượng đơn hàng không đảm bảo dẫn đến bị hủy đơn hàng. Khó khăn này, doanh nghiệp công ty nhất thì là đơn vị là Thành A đã cố gắng khắc phục khó khăn của hiện tại là thật là tìm những đơn hàng để duy trì được sản xuất của doanh nghiệp. Thì đã doanh nghiệp đã khó khăn như vậy rồi. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ là đang dạng là doanh nghiệp đang vướng mắc về nguồn năng lượng là điện dễ bị cắt đột xuất ảnh hưởng đến duy trì sản xuất. Thì doanh nghiệp bây giờ cũng có một kiến nghị là các đơn vị chức năng cố gắng làm sao thông báo trước cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động được đơn hàng, chủ động được duy trì sản xuất làm sao cho có hiệu quả. Thì doanh nghiệp đã khó khăn tìm đơn hàng rồi, nhưng làm sao cố gắng duy trì được đơn hàng đấy và duy trì được cái tin tưởng của khách hàng. Hiện các doanh nghiệp đều có chung đề xuất mong chính phủ chấm dứt tình trạng cắt điện để đảm bảo nhu cầu ổn định hoạt động sản xuất. Trong trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp mong muốn có lịch thông báo sớm cụ thể, chính xác lịch cắt điện để họ chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Để khắc phục tình trạng thiếu điện, từ ngày 13 tháng 6, dự kiến lưới điện miền Bắc sẽ được bổ sung thêm 20 triệu kW mỗi ngày. Nguồn điện bổ sung này đến từ nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và nhiệt điện Thái Bình 2, do hai tổ máy của hai nhà máy này đã vận hành lại sau khi khắc phục sự cố. Trong đó, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 dự kiến sẽ cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu kW mỗi ngày, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thêm 13 triệu kW trên ngày. Như vậy, từ ngày 13 tháng 6, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành, sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kW mỗi ngày. Chuyển sang một số thông tin về nông dân, nông nghiệp, nông thôn đáng chú ý. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán đã và đang tác động nghiêm trọng đến các hồ thủy điện trên cả nước. Phần lớn các hồ thủy điện đã tiệm cận mực nước chết hoặc dưới mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc phát điện cũng như cung cấp nước cho hạ du. Những ngày này, tình trạng tuyến sông Đà qua địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
nước cạn chưa đáy, hàng loạt con thuyền của người dân nằm bất động. Việc nước sông Đà rút, cạn chưa đáy làm ảnh hưởng nặng nề đến những người nuôi cá lồng bè nói riêng cũng như nghề nông nghiệp nói chung. Để ứng phó với tình trạng nước sông Đà cạn chưa đáy như hiện nay, người dân phải di chuyển liên tục các lồng cá đến địa điểm có nước. Những hôm nước rút nhanh, người nuôi cá trở tay không kịp. Cá chết khiến các hộ nuôi thiệt hại hàng tỷ đồng. Mọi năm thì có những năm cũng cạn nhưng mà không cạn như năm nay. Mọi năm thì thu nhập bình thường, thế nhưng mà chưa năm nào như năm nay. Bởi vì nó cạn đột ngột và nó cạn hết mức luôn, hết nước vừa sông Đà, coi như hết nước luôn. Là không kịp để mà xử lý bởi vì số lượng nuôi nó quá nhiều. Hai năm trở lại đây, sông Đà chuyển đổi dòng chảy, hình thành các bãi cát bồi cục bộ đoạn qua khu vực nuôi cá lồng. Khi nước từ thượng nguồn đổ về ít, dòng chảy trên sông kém, thêm phía ngoài khu vực nuôi cá đã bị cát bồi lấp kín, khiến việc khơi thông dòng chảy gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực nuôi cá vì thế mà dễ mắc cạn. Người nông dân thấp thỏm chẳng dám nuôi lớn, nuôi nhiều. Đã vậy, họ còn phải đối mặt với cảnh gặp lũ chạy lũ, gặp hạn chạy hạn, khiến cuộc sống thêm bấp bênh, vất vả. Chỉ trong khoảng thời gian một tuần trở lại đây, tại tỉnh Bạc Liêu lại ghi nhận nhiều điểm sạt lở nhỏ lẻ, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Riêng tại ấp 2 xã Tân Phong, trong khoảng một tuần này đã có 13 căn nhà bị sập xuống sông, gần 100 căn nhà đang có dấu hiệu nứt. Địa phương đang nỗ lực vận động di rời người và tài sản tới nơi an toàn hơn. Không chỉ nhà dân, sạt lở còn kéo sụp cả một hồ dự phòng nước thải của một doanh nghiệp xuống sông tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Hệ thống nhà xưởng tiền chế cũng bị kéo xuống cùng với hệ thống tường bao cao tới 2 mét. Địa điểm sạt lở mới này có chiều dài 59m, sâu vào bờ khoảng 20m. Địa phương đang đề nghị khẩn trương di rời tài sản, máy móc tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi khác. Xã Long Điền Tây có khoảng 3.000 mét ven cửa sông Gành Hào với hơn 10 hộ dân. Một số nhà máy cũng đang lo lắng nguy cơ có thể xảy ra sạt lở trong thời gian tới. Và như thường lệ, cuối chương trình, chúng tôi xin được gửi tới quý vị cập nhật giá các mặt hàng nông sản mới nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.